Tại đồng bằng sông Cửu Long, bà con đã bắt đầu xuống giống vụ dưa hấu Tết 2023. Để có trái dưa hấu to tròn, ngon và đẹp, thu hoạch đúng dịp Tết, nông dân sẽ cần chú ý nhiều đến yếu tố gì trong kỹ thuật canh tác? Những nội dung này sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn và phân tích cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 11 tháng 12 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.